Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về một cái mô đun sạc có khả năng tự ngắt quản lý sạc. Nó 2 trong 1 các bạn. Mô đun này là mô đun 2 trong 1. Thì đây chính là mô đun sử dụng IC TB5100 các bạn, 5100. Đây, mình zoom lại cho các bạn xem ha. Đó, đây chính là mô đun sử dụng con IC TB5100. Thì IC này có khả năng cho dòng sạc tối đa lên tới 2A các bạn. Dòng sạc tối đa lên tới 2A. Và cái điểm hay của cái module này đó là cùng một module này nó có khả năng sạc pin 2S và pin 1S đều được các bạn. Tức là sạc 4V2 hoặc là 8V4 đều được. Như vậy trên cùng một module thôi các bạn. Thì giới thiệu sơ qua về cái module này thì các bạn thấy ở trên mặt sau của nó thì không có linh kiện. Ở trên đây người ta có sơ bố trí một số cái lên chân nè, để người ta cắm pin nè. Ví dụ như chân B trừ B cộng là hai chân mà chúng ta sẽ cấp vào cho pin để sạc pin. Chân in trừ và in cộng là hai chân chúng ta cấp nguồn vào. Ở đây nó còn một cái ba lỗ này để chúng ta cấp cái led 3 chân vào đây các bạn. Riêng cái mạch này thì khi bán người ta lại không có kèm theo cho mình cái led các bạn. Đúng ra thì nó phải có thêm một cái led 3 chân ở đây nữa để chúng ta biết là khi nào thì sạc, khi nào thì đây. Xe là đang sạc nè các bạn. Xe là đang sạc nè, tức là điện áp ở giữa, chân giữa là chân dương chung. Ở đây là áp sạc, đây là áp đầy. Thì hai cái đường này nó sẽ lấy về đây, các bạn có thể tra trên IC này. Đó, nó lấy ra từ hai cái chân này. Thì các bạn có thể hàn hai cái dây led rời, hai cái bóng led rời ở ngoài cũng được, hoặc là chúng ta hàn một led 3 chân cũng được. Thì theo như thông số mạch này, điện áp đầu vào của nó chúng ta có thể cấp vào cho nó từ 5V cho tới 12V đều được hết các bạn. 5V tới 12V. Điện áp đầu ra thì có thể ra 4V2 hoặc là 8V4. Thì bây giờ ở đây mình khi bán người ta không có kèm theo cái led, nhưng mà mình có led để mình lấy led mình cấp vào luôn nha các bạn. Rồi mình hết cái led 3 chân rồi các bạn, vậy mình có thể sử dụng hai cái bóng led ghép lại cũng được. Ở chân giữa là chân dương, các bạn cho chân giữa vào chung. Bên bên đỏ thì bên sạc thì các bạn cho cái led màu đỏ. Như như đây. Tương tự vậy bên này mình sẽ cho led màu vàng. Đúng ra mình có con led 3 chân nhưng mà con led 3 chân của mình hiện giờ nó là âm chung chứ không phải là dương chung các bạn. Con này là dương chung. Rồi, mình sẽ hàng đỡ như thế này nha các bạn. Bên đây là xe là màu đỏ nè, dương vô chung. Các bạn nhớ coi cái chân dương chân âm cho đúng nha. Rồi, mình sẽ tiến hành hàng cái led này vào thờ đỡ thử. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn và đo thử nha các bạn. Thì theo như thông số của nhà sản xuất thì nếu như chúng ta để nguyên mạch như thế này thì điện áp ra sẽ là 4V2 để sạc cho pin 1S các bạn. Thì ở trên này người ta có thiết kế cho mình một cái điểm set nè các bạn. Điểm set nè là cái điểm này, nếu như chúng ta để hở điểm này thì điện áp ra là 4V2. Nếu như chúng ta hàn hai điểm này lại thì điện áp sẽ là 8V4. Thì bây giờ mình sẽ hàn vào đây bằng một cái công tắc thử. Mình hàn vào điểm set này một cái công tắc nha các bạn. Để mình bật tắt chế độ 4V2 hoặc là 8V4 thử. Cái này hàn cái nó dính luôn rồi các bạn ơi. Để khi nào mình xài mình hàn nó luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cấp điện thử cho nó. Thì để cấp điện mình sẽ cấp điện áp cho nó là 12V luôn các bạn. Vì mạch này có thể xài được cho chúng ta 1S hoặc 2S thì từ 5 tới 12V đều được. Thì đây là dây cấp điện áp dương nè. Thì mình sẽ cấp vào chân B cộng, chân in cộng. V in nè các bạn, V in cộng nè. Thì mình sẽ cấp điện áp dương cho nó. Tương tự vậy dây âm thì mình sẽ cấp vào V in trừ. V in trừ đây. Rồi. Thì khi chúng ta cấp nguồn vào thì các bạn thấy trên này nó sẽ có một cái đây.
Thì hiện giờ khi chưa có pin thì hai cái led nó đều sáng hết các bạn. Chưa có pin, hai led nó đều sáng và trên này nó còn có một cái led nguồn nữa các bạn. Không biết nó có mát gì hay không mà sao hồi nó sáng hồi nó tắt. Rồi, như vậy thì nó đã tắt rồi nè các bạn. Có thể mình chạm vô nó bị nhiễu hay nó mát sao đó. Rồi, như vậy thì hiện giờ chỉ có một cái led vàng nó sáng, có nghĩa là nó báo cho chúng ta led này là led đã đầy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra điện áp ra và lấy pin mình sạc thử nha các bạn. Thì để kiểm tra điện áp ra mình lấy đồng hồ mình đo ở cái chân B cộng B trừ của nó nè các bạn. Thì hiện giờ khi mà mạch nó báo đầy như thế này thì điện áp ra điện giờ nó đang là 4,1V nè các bạn, tức là điện áp ngắt của nó là 4, mấy volt thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chạm thử hai cái điểm này lại, chúng ta hàn thử hai điểm này lại xem điện áp ra nó có lên 8,4V không nha các bạn. Thì trước hết là ngắt điện ra trước nha các bạn. Rồi mình đã hàn hai cái điểm này lại nè các bạn, điểm set nè. Đó, điểm set mình đã hàn lại, bây giờ mình sẽ cấp điện vào thử điện áp có ra 8,4V hay không. Thì chúng ta cũng sẽ đo ở hai chân B cộng B trừ và chúng ta kiểm tra điện áp các bạn. Đây. Điện áp đã ra là 8,3132V rồi các bạn, tức là nó đã cho chế độ sạc pin 2S rồi các bạn. Rồi bây giờ sẵn đây mình sẽ thử sạc luôn nha các bạn. Và kiểm tra dòng sạc của nó luôn. Thì pin 2S thì ở đây mình chuẩn bị một cặp pin 2S đây. Hai viên pin 18650 mắc nối tiếp lại thì chúng ta sẽ được pin 2S. Cái module này nó có một cái hạn chế, mình thấy nó còn hạn chế đó là nó không có cái cân bằng pin các bạn, nó không có cái mạch cân bằng pin, tức là mình cấp hai viên nối tiếp vào thôi chứ nó không có cái điểm giữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử cấp điện áp dương âm của hai pin này nha. Rồi mình sẽ cấp nguồn cho nó Vin trừ và Vin cộng đây. Thì khi chúng ta cấp nguồn vào cấp pin thì điện áp nó đã báo, đèn nó đã báo là đèn đỏ là đang sạc rồi các bạn. Nhưng dòng tiêu thụ của con này, dòng của con này hình như mình thấy sạc hiện giờ dòng chỉ có 1A thôi chứ không phải 2A như thông số nhà sản xuất ghi các bạn. Không biết là có phải là pin của mình hay không. Tuy nhiên hôm nào nếu như thông số sẵn là 1A thì hôm nào mình sẽ chia sẻ với các bạn mod con này lại để cho nó sạc được 2A. Để mình coi cái mạch này có mod được không nha các bạn. Mạch này đúng ra nguyên bản của nó thì theo thông số thì nó đã sạc được 2A mới đúng. Mạch này khả năng không mod được các bạn. Không biết có phải là do pin hay không nhưng mà dòng sạc nó ra hiện giờ chỉ có 1A thôi các bạn. Để mình đo điện áp trên pin thử coi nó là bao nhiêu. À, điện áp này nó cũng sắp đầy các bạn, pin này nó cũng no rồi cho nên điện áp nó ra không cao, dòng nó ra không cao các bạn. 38. Rồi, đây mình đổi thử hai viên pin khác nè các bạn. Thì bây giờ mình đổi thử hai viên pin này thì mình cấp nguồn lại, các bạn sẽ thấy dòng của nó sẽ tăng lên. Đây. Điện áp dòng đầu ra là hiện giờ đang là 1,95A các bạn, 1,95A. Mình để ở điện áp cái điện áp đầu vào là 8V thì điện dòng đầu dòng tiêu thụ của nó là 1,7A. Tuy nhiên nếu như chúng ta tăng lên điện áp 12V thì dòng nó giảm lại, tại vì mình đo dòng ở đây là do mình đo ở trên này là cái dòng để nó chuyển đổi các bạn.
khi nó chuyển đổi xuống đây điện áp còn 8V4 thì dòng đầu ra nó sẽ cao hơn dòng đầu vào. Đó, như vậy thì mình để trên này 12V thì dòng tiêu thụ của nó chỉ có 1.5A thôi các bạn, 1.4 mấy coi như 1.5, nhưng dòng đầu ra thì nó sẽ cao hơn vì điện áp nó giảm các bạn. Còn nếu mình để điện áp gần á thì ví dụ như mình chỉnh về cái mức 8V mấy nào thì các bạn sẽ thấy dòng nó lên 1.8A. Đó, như vậy thì dòng sạc đầu ra nó đã thỏa mãn được 2A các bạn. Bây giờ mình sẽ để mạch này và mình cho nó sạc pin 1S xem như thế nào nha các bạn. Bây giờ pin 1S thì chúng ta sẽ bỏ bớt một viên ra, chúng ta lấy một viên thôi, chúng ta sạc. Và các bạn nhớ là nếu như chúng ta muốn sạc pin 1S thì các bạn phải nhả cái điểm set cho này ra nha. Điểm set này mình phải bỏ ra cho nó trống. Vì theo mặc định thì trống thì nó sẽ sạc pin 1S. Rồi. Đó, cái điểm set các bạn hàn hả ra ha, nhả nó ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn ra thử. Thì mình sẽ để dòng cái điện áp cho nó, để cái điện áp cho nó ở gần cái mức điện áp sạc thôi các bạn. Tức là mình sạc có 4V2, mình sẽ để ở cái mức 5V để mình coi cái dòng ra của nó. Đây là 6V. Như vậy nếu như chúng ta để điện áp ra 5V thì dòng nó lên 1.9A, tức là gần 2A các bạn, tùy theo cái pin của chúng ta. Và điện áp báo sạc đây. Như vậy thì mạch này nó có hai chức năng các bạn, một là sạc pin 1S, hai là sạc pin 2S. Nếu bạn nào mà thường sử dụng cái pin 1S, pin 2S luân phiên đó thì chúng ta có thể sử dụng cái mạch này để chúng ta sạc. Dòng sạc tối đa của con này lên tới 2A các bạn, 2A. Rồi, chia sẻ nhanh cùng các bạn về cái mạch này. Mạch này khi mua thì nó không kèm cái led nha các bạn. Các bạn có thể mua thêm cái led 3 chân cathode chung, tức là điện dương chung đó các bạn, cathode chung, để chúng ta lắp vào đây. Cái mạch này hiện giờ thì nó không có. Mạch thì nhỏ gọn thôi các bạn, rất nhỏ thôi. Rồi, chia sẻ nhanh cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.